cuộc sống bộn bề, căng thẳng, khói bụi, ô nhiễm. Bạn có muốn tìm những giây phút nghỉ ngơi cuối tuần bên gia đình ngay gần thủ đô, hòa mình vào dòng chảy tinh hoa văn hóa thời đại? Wyndham Lintams Thanh Thủy, quần thể vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao hàng đầu Việt Nam, nơi để cả gia đình tận hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tiện ích giải trí thú vị bậc nhất. Trong bối cảnh du lịch chăm sóc sức khỏe trở thành cơn sốt, nghỉ dưỡng khoáng nóng ven đô ngày càng tăng và trở thành thị trường đầy hứa hẹn. Khoáng nóng Thanh Thủy sở hữu lợi thế không màu, không mùi với nhiệt độ từ 37 đến 53 độ C, chất lượng tương đương mạch khoáng dưới chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Điểm nổi bật của nguồn khoáng nóng là sở hữu tinh chất radon quý hiếm lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Hiểu được những tiềm năng thiên nhiên vô giá, chủ đầu tư Onsen Fuji đã phối hợp cùng đơn vị quản lý và vận hành du lịch hàng đầu Wyndham Hotel Group kiến tạo dự án Wyndham Lintams Thanh Thủy dưới sự bảo chứng chất lượng và tiến độ xây dựng của nhà thầu số 1 Việt Nam Ricoh nằm sát thủ đô Hà Nội. Bạn sẽ chỉ mất 60 phút di chuyển dọc theo đại lộ Thăng Long. Nhằm đa dạng hóa trải nghiệm khách hàng, Wyndham Thanh Thủy giai đoạn 1 gây ấn tượng với loạt phân khu nghỉ dưỡng, giải trí khoáng nóng bao gồm tòa khách sạn, khu phố đi bộ và liền kề thương mại, công viên khoáng nóng 2 hectare. Làng quý tộc Nhật Bản. Đến với Wyndham Lintams Thanh Thủy, bạn sẽ được đón tiếp tại sảnh khách sạn thiết kế tiêu chuẩn 5 sao và Long Môn Dragon Gate, trải nghiệm tích hợp những tiện ích đẳng cấp như nhà hàng, cà phê ngoài trời, sky bar, những tiện ích giải trí đa dạng như game area, game box, hồ bơi vô cực, đắm mình trong thế giới hơn 50 tiện ích quốc tế, trải nghiệm bức tranh sắc màu 4 mùa qua từng điểm chạm, mùa xuân rực rỡ với sắc anh đào nở rộ, cổng Tori, khu food massage, spa và phòng thay đồ. Mùa hạ sôi động tại quảng trường sự kiện, lễ hội ẩm thực đường phố và vô số những hoạt động vui chơi giải trí đậm văn hóa xứ Phù Tang. Mùa thu lãng mạn với trải nghiệm khung cảnh thiên nhiên trong khu tắm onsen tự nhiên và khu sông hơi. Mùa đông ấm áp và sang trọng tại không gian Japanese onsen và VIP onsen. Phố đi bộ Sakura và Hokkaido là nơi diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí và lễ hội truyền thống Nhật Bản. Diễu hành đường phố, lễ hội ẩm thực, trà đạo, thư đạo, võ sĩ đạo, hương đạo cùng vô số trò chơi dân gian sắc màu Nhật Bản. Với quy mô 2 hectare, Onsen Fuji Park là một trong những công viên khoáng nóng lớn bậc nhất cả nước với vô vàn tiện ích chăm sóc sức khỏe. Onsen theo phong cách Nhật Bản với hồ nóng, lạnh, CO2, Nature Onsen với Kit Onsen, hồ Jacuzzi, Onsen theo chủ đề, sauna, spa, Japanese Garden, thư giãn và trà đạo, khu vui chơi cho trẻ em. Làng quý tộc Nhật Bản với quảng trường mặt trời Tendo, Clubhouse mặt trăng Tsuki, vườn ngự uyển Shinsiden, biệt thự VIP Heian, biệt thự đơn lập Meiji, biệt thự tứ lập Asuka, shop thương mại Nara. Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe, cân bằng cuộc sống không ngừng tăng trưởng, khi xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai kế bên thủ đô là tất yếu, Wyndham Lintams Thanh Thủy trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, đầu tư tin cậy dành cho khách hàng. Dự án đặc biệt được các nhà đầu tư quan tâm với loạt chính sách. Ngân hàng hỗ trợ vay 50-60%, lãi suất 0% trong 18 tháng, chiết khấu thanh toán sớm đến 13%. Chương trình ủy thác vận hành chia sẻ lợi nhuận 80-20, 80% khách hàng, 20% chủ đầu tư cùng nhiều quà tặng giá trị. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã mở bán thành công hơn 2.000 căn hộ. Toàn bộ khu shop thương mại, phố đi bộ đã có chủ nhân. Chính thức ra mắt làng quý tộc Nhật Bản. Quần thể dự kiến đi vào vận hành quý 4 năm 2022, mở đầu với phân khu khách sạn khoáng nóng, công viên khoáng nóng, liền kề thương mại. Wyndham Lintams Thanh Thủy
một sản phẩm của tập đoàn Onsen Fuji.